để rồi sắp lập lại cái đời thượng nguyên thánh đức, là sắp hủy diệt cái quả địa cầu này. Cũng như cái câu Đức Thầy đã nói, bấy lâu nay nuôi dưỡng các kiêu, nay tận diệt lập đời trở lại, khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu có lập lại thượng nguyên. Thì bây giờ đến cái hồi cuối cùng, thì bây giờ là hồi trước 9.000 năm là khai thiên lập địa, bây giờ đến cái thời kỳ cùng cuối. Kính thưa bà con cô bác, kính thưa chú Tư, thì cũng như là thấy cuộc đời nó cũng khổ, như là chiến tranh giặc giả với là bệnh hoạn nó cũng nhiều, thì thưa chú Tư, cũng như là mình muốn tránh những cái đợt cái khổ sau này, mình phải làm bằng cách nào, mình tu cách nào để mà mình để thoát được cái cảnh khổ sau này, chú Tư, xin chú Tư chia sẻ cho bà con nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Thầy cung kính. Kính thưa với tất cả bà con đồng đạo trên mạng xã hội, thì cũng cái tình thương yêu lẫn nhau như con một cha, cũng dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Cái thời kỳ mà Phật pháp đã luân lưu chuyển đổi, và cái trên mạng xã hội đã cho chúng ta biết được cái cuộc đời nó xảy đến một cách coi như là nhanh chóng mau lẹ, và cái cơ trời khổ sở đến với tất cả chúng sanh trong hoàn cầu thế giới của năm châu bốn biển này, thì mình đã rõ biết rồi. Bây giờ mình phải muốn tránh, là muốn bớt khổ, là mình phải làm sao để cho nó không còn khổ nữa. Mà trong Phật pháp, Phật và thầy chỉ dạy cho chúng ta, người tu thì không còn khổ, mà tại sao chúng ta lại còn bị khổ hoài? Khổ đủ thứ khổ mà người nào cũng than, cũng giảng hết. Thành thử ra cái đó là cái khổ ở gia đình, cái khổ nghiệp quả, tam nghiệp nghĩa là gây cho mình. Rồi bây giờ tới màn trời chiếu đất, màn trời chiếu đất là cái khổ của thiên tai, của địa lục, của năm châu bốn biển sắp xảy đến trong một cái hoàn cảnh của thời kỳ của hai cái hệ, để nói lên cái đời cùng, nghĩa là nhân sinh quan và vũ trụ quan. Nhân sinh quan là con người, con người mà Đức Phật ngày xưa đã tuyên dương như thế này nè: con người ta ai cũng là chưa hoàn toàn tròn đạo hạnh mà đắc quả vị, nên còn đầu thai làm người ở thế gian, ở cõi ta bà này, để nhận kiểu cái nghiệp khổ đó. Nghĩa là Phật nói như thế này: con người ai cũng sanh ra, rồi lớn lên, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Cái đó là nhân sinh quan. Và vũ trụ quan là cái quả địa cầu này, khi mà ở trong kinh điển đã chỉ dạy là chưa khai thiên lập địa, nó là hỗn độn sơ khai, hồi đó là chưa đó. Mình bây giờ mình mới thấy ở trong cái dưới bóng cội tùng của Đức Phật Trùm đã chỉ, và trong kinh giảng Phật và thầy đã chỉ dạy cho mình, rồi mình mới biết. Nên chi hồi lúc mà chưa khai thiên lập địa, bây giờ là mình chưa, hồi đó thì mình chưa có nhà, có đất, có cát gì, là bây giờ mình có chỗ mình ở, là ở trên trái đất này mới có nhà, có cửa, có một cái vị trí để mình sống bây giờ, gọi là vũ trụ quan, nghĩa là thiên khai địa tịch là bây giờ. Rồi bây giờ trải qua một cái thời gian dài đằng đẵng là 9.000 năm từ thở sơ khai đó, bây giờ Đức Phật Di Lặc lúc đó mới lãnh cái lệnh của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế mới xuống cái cõi trần gian này để nghe là làm cái phần sự, nghĩa là đem đạo dạy cho đời, để rồi sắp lập lại cái đời thượng nguyên thánh đức, là sắp hủy diệt cái quả địa cầu này. Cũng như cái câu Đức Thầy đã nói, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc kiêu, nay tận diệt lập đời trở lại, khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu có lập lại thượng nguyên. Thì bây giờ đến cái hồi cuối cùng, thì bây giờ là hồi trước 9.000 năm là khai thiên lập địa, bây giờ đến cái thời kỳ cùng cuối, nó sắp là tiêu diệt, sắp tiêu quả địa cầu này, chuyển trời động đất, chúng sanh phải nằm ở trên cái quả địa cầu này, phải nghiêng ngửa,
phải khổ sở, phải chết chóc, phải bệnh hoạn, phải đau một cách thê thảm mà trong sấm giảng đã nói trước cho chúng ta biết rằng, nghĩa là khổ với thảm ngày nay có mấy, ở ngày sau thì dòm thấy bay hồn, trừ tà gian khỏi ác chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết, trần như thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Nên chi Đức Phật là thầy quá thương yêu chúng ta mới nhắc nhớ cho chúng ta hãy tu liền bây giờ, chứ không đợi mai là đợi mốt, nếu mà đợi mai đợi mốt thì nó không còn kịp. Và lại những cái phần mà tu tỉnh đó, trong sấm thi của Đức Thầy rất là thương yêu nhắc nhở, mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hậu này, có một hậu này lập lấy thân, nếu để trễ chày thì e chẳng kịp, khuyên ngay khuya sớm ráng chuyên cần. À, như vậy thì tôn chỉ hành đạo của Đức Thầy Phật đã chỉ dạy cho chúng ta sáng cúng lại, chiều cúng lại, mà Ngài còn nhắc một cách đó là nhắc nhiệm hơn nữa là như thế này, nghĩa là không có đợi sáng mới cúng, chiều mới cúng, là tại đây ngồi tại đây là phải tu liền, phải sửa liền. Nó uống nước niệm Phật uống vào, ăn cơm niệm Phật, chỗ nào cũng tu. Cho nên là Đức Thầy mới nói cái đoạn đó là như thế này ha quý vị. Nghĩa là muốn là tu á, nghĩa là phải đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Và nói về hai cái buổi cúng lại đó, sớm chiều đó, chúng ta tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Đã là sáng chiều đã cúng, sáng chiều đã nguyện, nhất nhị tam tứ ngũ là năm cái câu nguyện hàng xuyên thường hằng. Nhưng mà Đức Thầy còn nhắc mình lại nữa là biểu hay là không có cần phải đợi sáng cái chiều, tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, nhớ cái chỗ này, ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Trí hiền tâm đức chùi lao, ra công lộc kỹ thì thao ra vàng. Thì xin thưa với quý vị, cái tâm thức, cái tri thức kiến giải, cái nghiệp chướng quan gia của chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp, nó ăn sâu vào một cái tạng thức Như Lai của chúng ta, cũng như cái ăn chay ăn mặn thôi, mà nhiều người ăn một bữa hai bữa ăn còn không được, tại vì nó nhớ cá nhớ thịt, nó thèm thuồng, nó thành thử là chúng ta ăn không được. Nên chi bây giờ phải tu, phải sửa, phải cầu, phải nguyện, phải gian, phải xin, sáng chiều cầu nguyện cho ăn xin, để Phật gia hộ cho chúng ta, của quyền thất tổ gia hộ cho chúng ta, để chúng ta được có một cái phước duyên trời Phật gia hộ cho chúng ta về mặt tâm linh, để chúng ta không còn thèm cá thèm thịt, và chúng ta phải vững niềm tin để biết được cái cuộc đời này nó sắp hết, nó sắp khổ tới nhiều 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 dữ lắm, theo lời kinh điển của Phật Thầy đã chỉ dạy. Đó. Thì xin thưa với tất cả bà con mình, trong cái pháp tu theo tôi nghe cái chí tâm mà thiết về cái đề tài tu tĩnh tâm, nghĩa là mới được, nghĩa là giữ cái thân mình tu tu tĩnh bảo toàn thân thể, ráng tu tĩnh để bảo toàn thân thể, giữ đừng mòn linh tánh mới hay. Nghĩa là bây giờ muốn nhắc tới một cái chỗ là pháp đại thừa, cái linh tánh của con người. Ai ai cũng có Phật tánh, ai ai cũng có nhân ông, mà bấy lâu nay Đức Thầy đã nhắc nhở và chỉ dạy, mà hình như tất cả chúng ta nghe rồi bỏ qua, bỏ lờ đi, thành thử ra tu là giải khổ hết tất cả, buông hết tất cả, mà bây giờ mình lại còn dính, còn khổ, còn đau, còn nghĩa là đủ thứ, thành thử ra mình tu chưa có trúng đường. Thì hôm nay xin thưa với bà con, tôi năm nay cũng 72 tuổi, cũng lâu lắm rồi, nhớ được mình ăn tương cũng khoảng thời gian hơi dài dài, cũng mấy mươi năm gì đó, nhưng mà nó mới được yên tĩnh tâm trí, mới thấy được cái Phật Pháp là ở trong giáo lý của Đức Thầy đã truyền dạy. Được rồi, bây giờ tôi mới lập một cái hạnh coi như là vô cùng là... Xin thưa với bà con mình nói ra để mình cùng nhau để tập tu, chứ không phải mình khoe khoang. Cái đó là nó rất trở ngại trong con đường Phật Pháp.
Thì xin thưa với tất cả bà con mình, hôm nay người ta nói tu người ta còn khổ rồi đủ thứ. Mình không phải là mình tự hào mình nói rằng mình biết là mình hết khổ, nhưng mà mình hiểu được một cách đơn giản như một cái câu này để làm tiêu chuẩn thôi nha. Lúc ban đầu mới vào tu đó, chúng ta tập đi cúng lại, tập cầu nguyện, tập làm phước, tập để là làm công hạnh ở trong Phật pháp để là treo gieo duyên chứ ở trong đạo. Thì trong thời gian mà chúng ta mới tu đó, người ta nói mình thế này thế nọ, xin thưa với bà con mình khó chịu lắm. Nói mình tu giả dối, nói mình ăn chay uổng tương, cái ông đó tu không được đâu. Người ta chê nhiều cái chê nhẹ nhẹ rồi từ từ người ta sẽ chê nặng hơn. Nó mà mình thấy nó trở ngại hay quý vị, rồi người ta chê mình cái mình giận lắm, mà khen mình đó thì mình vui, mà chê mình là mình giận. Mà ở trong Phật pháp tới chỗ mà tôi coi tôi thấy được cái chỗ này nha, Phật mới chỉ nói nghĩa là hãy ráng tu để cho sáng suốt. Chứ mình có mắt có tai, mà có mắt tai mà đừng để điếc đuôi. Mình tu mà sao mà mắt mình vẫn còn đây, mà tai mình vẫn nghe đây, mà trong kinh điển như vậy, có mắt tai đừng để điếc đuôi. Xin thưa với bà con, thì thời gian tu qua tu tiến, tu từ từ lên rồi mình mới thấy được. Thưa với tất cả bà con, hồi đó người ta nói nghịch tai là mình giận ta, thành thử ra mình thiếu về chữ nhẫn. Mà trong cái sự tu nói rằng học xong chữ nhẫn là niết bàn không tra. Nhẫn 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 quan gia tùng tử đoạn, nhiêu nhiêu quan trái nhất tề tiêu, rồi mình mới học được một cái chữ nhẫn. Giờ cái câu mà có mắt tai đừng để điếc đuôi là tôi xin gửi xuyên qua một chút này để rồi chúng ta thấy biết, để rồi từ đây sắp tới chúng ta sẽ thấy một cách đàng hoàng và chúng ta nghe một cách tận tường, chúng ta không bị điếc và không bị đuôi. Thì xin thưa với tất cả bà con, với tất cả huynh đệ đồng đạo, mình thì có hai con mắt, hai cái lỗ tai, mà tại sao mà người ta khen cái mình mừng, mình vui, cái mình thích người ta bị người ta khen mình đó, đồng ý với mình coi là phải đó, là mình thương yêu đúng với một cái chiều hướng là thuận thảo vui vẻ hành đạo. Giờ bây giờ là trong một cái trường hành đạo thì có cái chỗ người ta khen thì mình vui, mà bây giờ người ta chê tại sao mà mình giận, nó thành thử ra người ta chê mình cái mình giận, cái mình ghét, mình không thương không yêu. Thành thử ra ở trong Phật pháp nói rằng chúng ta nghe cái lỗ tai, chúng ta nghe chỉ có một lỗ tai mà ta điếc hết một cái lỗ tai, thì cái đó nó rất là rõ ràng. Khi người ta khen thì mình chịu, mà người ta chê là mình không biết. Thì con mắt cũng vậy, con mắt bây giờ mình thấy cái đẹp đó, thì mình ưa mình thích nó hợp, còn khi mà thấy cái xấu rồi là mình chê mình ruồng rẫy. Thành thử ra con mắt của mình có hai cái con mắt, nhưng mà mình bị đuôi hết một con. Thấy đẹp thì được, mà thấy xấu mình không ưa. Thì bây giờ chúng ta có một cái cách tu để chúng ta lấy tâm làm chủ, lấy con mắt chúng ta đã thấy đẹp cũng được xấu cũng được, nhưng mà ta không có khen và không có chê, không có vui và không có buồn, để rồi lấy ông chủ tâm của mình làm một cái căn bản để tu tiến. Thành thử ra nếu chúng ta chưa ngộ được, nhận được cái lý đó then, là trên cái xã hội này có đầy đủ, nghĩa là tất cả các pháp thế gian này có người giàu có người nghèo, có người là thông minh có người ngu dốt, có người bị bệnh tật, còn có người nghĩa là người ta mạnh giỏi, thì nó đủ cái dạng ở trên thế gian này. Nghĩa là những cái lời lẽ xàm tấu, khen chê, là chánh tà Phật ma đầy đủ hết, nghĩa là không có thể mà nói cho hết được các pháp thế gian này là 84.000 pháp. Thành thử ra chúng ta phải làm chủ, mà bây giờ tu thì lấy cái chân tâm mình làm ông vua chủ để làm chủ hết tất cả.
Thì chúng ta bây giờ Đức Thầy nói khó tìm cho gặp chủ nhân ông, còn ẩn ánh nơi dòng sanh chúng. Ai mê tâm thì nghe qua không phủng, ráng suy tầm đặng mở tánh linh. Lòng ngộ rồi là chẳng đợi nhiều kinh, thì cũng thấy bản lai diện mục. Xin thưa với tất cả bà con mình, cái bản lai diện mục và cái ông vua chủ này, bấy lâu nay mình tu hành, có người tu 5-70 năm, nhưng mà cũng chưa biết được cái Phật tánh, chưa biết được cái vua chủ của mình là như thế nào. Mà tu chưa biết Phật tánh, chưa biết ông vua chủ mình rồi đó, mình đi lang thang trên cõi đời này mãi không có đường về. Mà khi mình nhận được ông vua chủ, mình biết được cái Phật tánh mình rồi là cấp tốc sẽ thành Phật. Mà Đức Thầy đã chỉ rõ trong thánh thi nè, lòng ngộ rồi là chẳng đợi nhiều kinh, thì cũng thấy bản lai diện mục. Cái bản lai diện mục của mình là cái khởi đầu tiên, trước khi chưa khởi niệm an trú rất là tuyệt vời, gọi là bình đẳng tâm đó. Nghĩa là trước khi chúng ta chưa khởi niệm thì an trú một nơi thật là tuyệt vời, diệu, an ổn, bình đẳng. Nghĩa là khi mà khởi tâm muốn niệm thì đã đi vào sanh tử rồi đó, đi vào một cái chỗ vọng niệm mê mờ. Nghĩa là trước khi chưa khởi niệm an trú rất là tuyệt vời. Thì chúng ta khi mà nhận được cái lời của Đức Thầy nói á, trong cái kiếp sống này mình phải tìm cho ra cái chân tánh. Cái chân tánh đó là cái Phật tánh của mình, là chủ nhân ông của mình. Mà tìm được rồi là thấy Phật tế một bên, không bao giờ xa nữa. Nên chỉ ở trong cái Phật Pháp có những cái phương pháp mà tuyệt diệu đó là như thế này á. Những người ngộ được tánh Phật rồi, những điều nhân thế Phật làm mà thôi. Những cái người mà ngộ được cái tánh đó rồi là cũng như câu mà Đức Thầy nói, tánh ngay thẳng ta không dời đổi, dù tan xương nát thịt chẳng màng. Cũng như mình ngộ thấy được cái chân lý tuyệt vời, thấy được Phật chủ, thấy được cái chân tánh, cái Phật tánh của mình rồi đó, thì sao cũng là sao, sự chi cũng mặc, thế nào cũng xong. Tâm không thì dạng sự đều không, tâm chân dạng pháp thải đều quy chân. Học đòi theo bậc thánh nhân, phải trừ tâm vọng cho quần bổn nguyên. Vọng tâm là ý tư riêng. Xin thưa quý vị, ngày xưa Đức Phật hỏi về trong kinh Lăng Nghiêm, ông A Nan đó hỏi ông A Nan tâm của ông là như thế nào, tâm ông như thế nào, thì A Nan mới nói rằng, nói bạch Đức Thế Tôn, cái suy nghĩ phân biệt của con đó là tâm của con. Cái Đức Phật không mà Đức Phật mới nói cái đó là cái vọng thức, cái tri thức, cái kiến giải, chứ không phải là của ông, không phải là tâm của ông. Thì Đức Phật nói hỏi đi thêm nữa là tới 7 lần nha: tâm ở trong, tâm ở ngoài, tâm ẩn trong con mắt, tâm ở ngay chính giữa, rồi con tâm như cái con mắt của người mang kiến rồi kia, đủ cách hết, là 7 cái giai cấp, 7 lần Đức Phật đều bác hết tất cả. Bây giờ mình không thể thực lại trong một cái đoạn trong kinh Lăng Nghiêm mà A Nan là trả lời Đức Phật bác, để rồi đến cuối cùng 7 lần hỏi thì không có chỗ nào Phật chấp nhận hết. Đến khi cuối cùng Đức Phật mới chỉ cho ông A Nan, mà xin thưa với bà con mình hen, cái ông A Nan á là ông đại diện cho tất cả chúng sanh mình để hỏi. Đức Phật nói với ông A Nan là nói hết tất cả chúng sanh của chúng ta để chúng ta biết được. Thì xin thưa với tất cả bà con là như thế này. Đến cái phần cuối cùng, nhớ cái chỗ này để rồi mình thấy tánh của mình, thấy cái Phật tánh, cái tâm thường còn, cái tâm hằng hiện hữu của mình. Thì lúc đó Đức Phật biểu sai ông Lao La vô, ông đánh chuông lên, đánh chuông vang ngân lên. Cái hỏi ông A Nan bạch hỏi với ông A Nan, ông Nan A Nan ngươi có nghe không? Cái A Nan nói bạch Đức Thế Tôn nghe. Thì đến khi bật dứt tiếng chuông âm lặng dứt hết rồi, cái hỏi ông A Nan nghe không? Cái ông A Nan nói không nghe. Thành thử ra Đức Phật mới hỏi ông A Nan như thế này: như thế nào là nghe, còn như thế nào là không nghe? Ở như trên thế gian của chúng ta này, người nào cũng vậy, khi nghe tiếng chuông đánh lên thì nghe, còn khi dứt cái âm thanh rồi là không nghe. Cái Đức Phật mới chỉ ngay chỗ đó,
chúng ta phải đặc biệt để mà hiểu ngay cái chỗ mà khi không đánh là nó dứt, nó không có còn đâu, là nói là cái không nghe, thì Đức Phật mới chỉ ngay chỗ đó, đó. À, như thế nào là nghe, như thế nào là không nghe. Thì A Nan trả lời cho Phật một cách rõ ràng, khi người ta đánh chuông thì mình nghe, khi người ta không đánh là dứt, là không nghe. Thì tất cả chúng sanh mình cũng đều y như cái, nghĩa là cái âm gian này mà chúng ta tìm hiểu. Thì bây giờ Đức Phật mới biểu ông La Hầu La, ông đánh chuông lên một lần nữa coi. Thì ông La Hầu La lại đánh chuông lên, thì ông hỏi ông A Nan nghe không, thì A Nan nói nghe. Như vậy thì hồi nãy ông A Nan nói đánh chuông thì nghe, không đánh thì không nghe, mà cái không nghe là khi không nghe là cái chết mất đi đâu. Mà tại sao nếu mà nó chết mất đi rồi đó thì người ta sau này người ta đánh, người ta la, người ta làm gì lên đó thì mình cũng không nghe mới phải, sao mình nói mình nghe? Thì rõ ràng cái lỗ tai của mình là cái ông chủ, là biết nghe. Khi người ta đờn, người ta đánh, người ta ca, người ta hát, người ta làm gì có tiếng vang lên là mình nghe. Còn khi mà không có thì mình cũng vẫn nghe. Nhưng mà Đức Phật muốn chỉ cho mình ngay cái chỗ mình nghe trong một cái thầm lặng, cái âm gian, nghe trong một cái thời gian đó người ta không đánh chuông, nhưng mà cái nghe của mình vẫn còn, vẫn biết y thinh vậy. Để khi người ta đánh, người ta có tiếng động lên, mình biết liền. Nghĩa là đạo thiền rất tinh tế, khi thấy là rõ ràng thấy, khi nghe là thấu suốt liền. Nên khi Đức Thầy dạy chúng ta, nghĩa là phải thiền, sớm tối lo thiền, lo tu, để cho chúng ta rõ biết được cái chánh, cái tà, cái chân, cái giả, cái động, cái tịnh, cái chủ, cái tớ. À, thì thành thử ra cái tiếng nghe thường còn, Đức Phật muốn chỉ ông A Nan là cái nghe nó hằng hiện hữu và nó thường còn ở trong thân của mình. Còn tất cả các cái chuyện ở ngoài thế gian là cái âm thanh của tiếng. Tiếng là tiếng súng bắn, tiếng chuông đánh, tiếng đờn địch, tiếng ca hát, tất cả đều là tiếng. Là cái tiếng đó là cái bị nghe của ông chủ nhân ông của mình. Là ông chủ của nhân ông của mình là làm chủ. Khi nghe người ta đánh trống, biết người ta đánh trống, nghe súng nổ, biết súng nổ, nghe người ta đờn, nghe cô này hát hay, chú nọ hát dở gì là đều biết hết. À, như vậy là ta đã thấy được ông chủ nhân ông của ta rồi. À, chúng ta sẽ làm chủ hết trong năm châu bốn biển hoàn cầu thế giới, đã nằm hết trong một cái chân tâm của chúng ta, nằm hết trong cái ông vua chủ của chúng ta. Như vậy là cái tiếng nghe hằng hiện hữu thường còn. À, bởi vì mới có một cái câu kinh như thế này: lặng trang sáng biết tuyệt vời, trường sanh bất tử đời 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 yên vui. Đó, cái trường sanh bất tử đời đời yên vui đó là cái tánh biết của mình, là cái bổn lai diện mục của mình, là cái ông chủ nhân ông của mình, là Phật tánh một cách rõ ràng ai cũng có. Mà mấy lâu nay chúng ta sẽ bỏ, chúng ta theo cái âm thanh sắc tướng, nên Đức Thầy có chỉ một cái đoạn giảng như thế này, nghĩa là tiếng kệ từ bi hóa diệu trầm, diệt lòng tham vọng diệt thinh âm, trần gian sai đắm theo màu sắc, tịnh độ giác thiền trị dục tâm. Bởi khi hôm nọ có một cái nhà trí thức khi lại cái khóa tịnh tu của một cái vị đồng đạo nọ, mới hỏi tất cả bà con: cái cô này ở đây niệm Phật trong một cái khóa tu niệm như thế này bao nhiêu năm? Cô trả lời: thưa ngài, niệm 2 năm. Giờ hỏi một cái chị kia ở đây tu niệm bao nhiêu năm? Chị kia trả lời là 5 năm. À, là hỏi một cái cô nọ: cô ở đây tu tỉnh phá niệm Phật này bao nhiêu năm? Cô nói bạch với ngài 10 năm rồi. Thì bây giờ ông mới hỏi, nghĩa là mấy cô, mấy chị đây ở đây tu niệm Phật 2 năm, 5 năm, 10 năm mà có người nào thấy Phật chưa? À, xin thưa với tất cả bà con, mình nghe hỏi câu này là mình giật mình, giật mình. À, hồi đó giờ chưa có ai thấy Phật hết. À, thành thử ra mình tu bao nhiêu năm trời, đến khi 8, 90 năm cũng vậy đó.
khi nhắm mắt lìa đời mà không biết được cái Phật chủ của mình, không biết cái Phật tánh của mình, thì chúng ta chưa phải được giải thoát. Chúng ta không có được đi về Phật, mà chúng ta theo một cái con đường của nghĩa là tà, để đi vào một con đường vô cùng khổ sở nữa. Thì xin thưa với tất cả bà con, cái ông này ông mới hỏi, ông nói bây giờ mấy cô mấy chị mấy bà muốn thấy Phật hay không đó, thì lúc đó ai cũng giật mình. Thì ông mới thôi lặn trang để tôi chỉ Phật cho quý bà con nghe. Cái ông cất tiếng lên, ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật lớn lên, trong hậu trường đều nghe rõ ràng rành rẽ. Nó cái ông mới chợt hỏi lại, ông nói bây giờ ai là người niệm Phật, người niệm Phật là ai, ai biểu mình đó, ai biểu mình làm cái đó, ai biểu mình niệm cái đó. Như vậy bấy lâu nay mình niệm thì để niệm thôi, chứ mình không biết là ai tất cả. Bây giờ khi giật mình nhận lại, nghĩa là mình là Phật, là ông chủ nhân ông của mình, là Phật tánh của mình, mới điều khiển mình, mới niệm Phật. Khi hỏi người niệm Phật là ai, ai là người niệm Phật, chúng ta giật mình nhớ lại là cái Phật tánh, là cái vua chủ, là vua chủ, để cho chúng ta hiểu biết được một cách rõ ràng rành rẽ. Để bấy lâu nay chúng ta không biết, chúng ta chạy theo âm thanh sắc tướng mà bỏ mất cái ông vua chủ là Phật tánh của mình. Mà khi hiểu được ông vua chủ Phật tánh của mình rồi thì mình tu sẽ chắc ăn một cách rõ ràng rành rẽ. Vì vậy cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng là một cái Phật tánh để cho mình hằng hiện hữu nghe. Tĩnh tâm niệm Phật là chân pháp, giúp trí hằng nương tụ bản tâm. Thì người nào lấy một cái câu niệm Phật làm căn bản để nhớ trong cái nội tâm của mình rồi đó, thì mình là nhớ câu niệm Phật là mình nhớ ông Phật chủ của mình, nhớ ông vua Phật tánh của mình. Thì xin thưa với tất cả bà con, về cái phần mà thấy vua chủ, thấy Phật tánh này á, nói thì đơn vậy nhưng mà không phải là đơn giản. Bởi vì ngày xưa Đức là Phật thuyết kinh Bát Nhã là Bát Nhã tâm không, mà thuyết kinh Bát Nhã không có bao nhiêu chữ, mà thuyết 22 năm, nhị thập nhị niên Bát Nhã đàm. Thì hôm nay chúng ta không có thể nào mà nói qua nói lại đơn giản một vài, nghĩa là cái chủ đề, một vài cái câu chuyện, một vài cái buổi trao đổi đạo đức mà chúng ta sẽ nắm được. Nhưng mà nhờ trên bước đường đi học hỏi và tu tập, giờ trong kinh nghiệm của bản thân, nghĩa là kinh nghiệm của bản tâm và bản thân của chúng ta, rồi một ngày nào nó sẽ lộ ra, chúng ta sẽ giật mình không may. Cũng như cái câu pháp môn niệm Phật đó, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, một bữa nọ tự nhiên nó bừng sáng lên. Cũng như ngài A Nan ngày xưa cũng vậy đó, cũng như các cái vị mà đại đệ tử của các cái tôn giáo hay là các cái phái ở trên đời, trên thời gian đó, cái người nào mà hay ho nhất, cái người đó bị đạo, bị khảo đạo, bị là ông thầy, nghĩa là đã dùng đủ cái phương tiện để nghĩa là hành hạ cho mình rõ ra cái tánh, cái tâm của mình, rõ ra cái bản ngã của mình, để rồi mình đắc đạo, để rồi các ngài mới giao cái nhiệm vụ cho mình, nghĩa là để mình lãnh lấy. Thì xin thưa với tất cả bà con, Phật tánh của mình, nghĩa là hôm nay Đức Thầy nói một cách rất là đặc biệt nha. Trong một cái thời kỳ hạn nguyên mạt pháp này, chúng ta phải tu cho nhanh chóng, và trong kiếp sống này phải tìm ngay một cái cho ra, để nghĩa là ngoài cái trần thế này nó còn có cái gì không di không dịch, vĩnh viễn trường tồn. Mà chúng ta tìm được cái đó rồi, kể như là đạo Phật đắc thành, chúng ta sẽ nắm ở trong tay một cách nghĩa là không bao giờ. Bởi vì cái trí Bát Nhã, cái hiểu biết hoàn toàn ở trong tánh không của các pháp, trí Bát Nhã đó, ở trong kinh nói là không có đối thủ,
Nghĩa là cái chân không, hồi đó giờ có ai bắt được, bắt trói được cái hư không hay không, có ai đâm chém giết được hư không không, hay là bỏ vô bao đem chỗ này lợi chỗ khác, chỗ kia lợi chỗ nọ, mà có bắt có nhốt có trói có được gì không? Thành thử ra đối với Bát Nhã chân không là diệu hữu đó, là không có tài nào mà đối thủ hết, không có một thế gian này đối thủ. Thì xin thưa với tất cả bà con, mình tu tỉnh đi vào chánh pháp, đi vào chân không diệu hữu rồi chúng ta mới thấy được cái chỗ này nha. Hồi đó giờ chúng ta khi ngồi niệm Phật đó, chúng ta ngồi xuống thì chúng ta nhớ bâng quơ đủ thứ. Thì bây giờ chúng tôi nhắc lại một cái đoạn mà cái người niệm Phật, ngồi niệm Phật, hai cái phương cách này để chúng ta chọn lựa một cái phương cách để đi vào một cái chân không diệu hữu đặc biệt. Và tôi nhắc lại một cái ông thiền sư ngày xưa để rồi chúng ta so sánh, rồi chúng ta sẽ đạt được cái kết quả gọi là tâm an trí tịnh. Chúng ta để niệm Phật thấy tánh là công đức không lường. Thì xin thưa với bà con người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, mỗi khi cúng lại xong thì ngồi xuống để niệm Phật. Để niệm Phật thì tùy theo cái sức của mình là niệm nhiều niệm ít lâu mau, khi mỗi tay mỗi chân rồi đó nó hay sanh ra đủ thứ. Thì đây nó có hai cái bài ngồi niệm Phật để chúng tôi cũng đọc qua để cô bác nghe, rồi có cái kinh nghiệm để rồi mình thực hành để cho nó đi vào một cái chỗ an tịnh. Người niệm Phật thì ai cũng niệm, trước khi mình ngồi niệm Phật đó thì ai cũng niệm: nhất tâm không sao xiến ít người, tâm như trong trống giữa trời, Phật thì một niệm còn mười niệm ma, các việc quấy nhớ ra trước hết, kế tay chân buồn bực mỏi mê, rồi ma buồn ngủ chạy về, Phật quên niệm đến là khói mê phủ vào. Không cần hỏi ông nào cũng biết, niệm như thế bao giờ Phật chứng cho, khác nào nồi gạo mới do, nhắc lên để xuống bao giờ chín cơm. Mình là với cái tâm duyên ý mã, mấy lâu nay mình đã tập ở trong cái xã hội, trong cái hội trường buôn bán mưu kế sanh nhai, chúng ta học đủ điều đủ chuyện đó, thành thử ra nó ghi nhận vào ca lại gia sức của chúng ta. Rồi cái tâm duyên ý mã của chúng ta không ngừng nghỉ, nó cứ vọng động liên tục. Thì đây có một cái bài niệm Phật này của một vị hiền giả này, chắc cũng có lẽ đã tu lâu, đã đạt được cái mục đích mà đặt lên một cái bài ngồi niệm Phật để cho chúng ta dựa vào đây mà đi vào một cái chân không diệu hữu, để rồi chúng ta thấy được một cái tự nhiên an lành, thấy một cái tịnh vô cùng đặc biệt. Thì đây cái bài pháp đó là như thế này. Tất cả mình khi trước khi muốn ngồi niệm Phật, nghĩa là quán thân này mát mẻ, hào quang tròn phủ bao, nghĩa là trước khi ngồi niệm Phật, nghĩa là quán thân này mát mẻ, hào quang tròn phủ bao, niệm Phật quên các việc trần lao, quán thân mình mát mẻ, hào quang tròn phủ bao, thầm xem trên sống mũi, lắng nghe hơi ra vào, dường như mèo dình chuột, chẳng khác kẻ qua cầu, hơi thở vừa chừng mực, chẳng chậm cũng chẳng mau, hơi thở và tâm niệm hai việc đều nương nhau, luôn hành như thế ấy, lâu ngày thuộc quen lào, thân tâm thanh tịnh sẵn, trí huệ hiện đầy mau. Sáu khoản công phu chỉ rõ ràng, tịnh môn lãnh hậu đắc tâm an, đến chừng vô niệm đừng lo sợ, cứ để tự nhiên huệ sang tràn. Xin thưa với bà con, có một cái ông thiền sư này, ông ngồi vào tịnh, thưa với tất cả bà con mình, ông ngồi ông tịnh rồi, cái nang là người ta đi ngang, nghĩa là người ta không thấy ổng, quỷ vô thường tới bắt ổng cũng không thấy. Thì ông Kim Bất Phong này, để tôi nhắc lại khúc của chuyện của ổng. Một hôm ông Kim Bất Phong, ổng có hai con quỷ ở là Hắc Bạch Vô Thường hay gì đây, đến để mà tìm bắt ổng. Nhưng mà nhằm ngay cái khoảng thời gian cái lúc đó là ổng vào định. Ổng vào định rồi đó hen, thì không có ai thấy ổng hết trơn. Nhưng mà chuyện thế gian, chuyện gì ổng cũng biết, cũng thấy, cũng nghe rõ ràng rành rẽ xung quanh, chứ không phải người tịnh mà không biết gì đâu.
mà người ta không thấy ổng. Thì hai con quỷ hắc bạch vô thường này mới đi kiếm ổng, đây là 3 ngày. Bởi vì các cái người người ta tu cao đó, cũng như ông Liễu, ông Thích Minh Tuệ của mình đó, tôi có nghe cái khoảng mà ổng ngồi tỉnh đó, ổng ngồi một ngày 10 tiếng đồng hồ, mà nhức mỏi gì ổng nói chết bỏ đó, ổng có đứng dậy. Rồi tôi nghe tới cái chỗ mà ổng ngồi 26 ngày, nghĩa là ổng ngồi, nếu mà ổng vào tịnh 26 ngày thì kể như là không có ăn cơm ăn nước, lấy tinh khí thần mà nuôi đầy đủ, ngồi tịnh vậy không bao giờ đói, đó, không bao giờ chết, không bao giờ là sai khác. Nên mấy cái ông thiền sư này phải nói là người ta có tu cao. Thì thành thử ra ông Kim Bắc Phong này ổng ngồi đó, hai hắc bạch vô thường đi tìm ổng 3 ngày không thấy. Thì hắc bạch vô thường này mới là tìm ông Thổ Địa, là ông mà cai quản cái thần hoàng bốn cảnh ở nơi cái địa điểm đó, đó, nơi cái xứ đó gọi là địa bàn của ông. Cái mới hỏi bạch với ngài, thế là tôi có phần chữ đến đây để mà gặp cái ông Kim Lương Kim Pháp Pháp Sư nè, nghĩa là ông gì đừng không quên cái tên không? Ông Pháp Sư, để rồi tôi bắt ổng, nhưng mà 3 ngày dài tôi tìm ổng không gặp. Thì ông Thổ Địa thần hoàng ổng mới báo, ổng nói rồi phải rồi, ổng vô định rồi, không có tìm bắt gặp ổng đâu. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ cho mấy ông có một cách, bây giờ ổng tu đặc biệt, nhưng mà ổng còn có một cái bát, gọi là cái bát ngọc của ổng, để làm cái gì trong cái việc sinh sống đi là hành thất đó đây đó. Nếu mà ai mà gặp được cái bát đó nè, là ổng sẽ xuất hiện. Thành thử ra cái bát ngọc đó không biết ổng cất cái trong tịnh xá ông chỗ nào thì không biết, nhưng mà ai mà động tới cái bát ngọc đó là cái điều quan trọng của ổng đó, thành thử ổng xuất hiện. Thì hôm nay mấy ông muốn tìm bắt muốn tìm gặp ổng thì phải lục cái đó cho được, thì ổng sẽ xuất hiện cho mấy ông thấy. Thì mấy ông kia nghe ngài Thổ Địa nói như vậy rồi, ổng vô lục mới gặp được cái bát ngọc của ổng ở trong cất ở trong cái tịnh xá đó, thì ổng mới xuất hiện. Thì xuất hiện thì ai ông mắt bạch vô thường mới lại mới nói đó chết, đó là 3 bữa trời tìm ổng không thấy, hôm nay gặp được ông rồi là ông chết với tại tôi. Cái ông nói các ông cười cái vụ gì, nó tình tử ra mới nói ổng về như vụ việc như vậy. Thì ổng mới nói rằng, ổng nói bây giờ các ông đi tìm ở trên cái cõi thế gian này, tìm một cái ông thợ rèn. Ông thợ rèn nào mà rèn được một cái cây gươm á, mà chém gió được, chém hư không được, chém nước được, nghĩa là ông sẽ đến đây sẽ bắt tôi. Còn bây giờ thì ông không có thể bắt được. Thế ông nói xong rồi, cái ông giang tay, ông đập một cái chén ngọc xuống với đất với đường với đáy đó, bể tan chân, nghĩa là coi như là cái hành trình tu tập của ông trên thế gian không còn dính mắc một mãi mai nào hết, thành thử ra tâm không vạn sự đều không, nghĩa là không ai giết ông được. Chứ ông là hư không, làm sao giết được, làm sao bắt trói được, làm sao chém đâm được, nghĩa là không hết. Thì chúng ta cũng tu theo một cái pháp môn mà đại thừa của Đức Phật nói đó. Thì bây giờ chúng ta tu từ tiểu thừa tới trung thừa, bây giờ chúng ta lên đại thừa, lên tới cái chỗ gọi là tuyệt diệu. Bấy lâu nay theo kinh điển, nghĩa là hữu hình, giờ bây giờ vô vi, chúng ta sẽ đạt đến hữu hình vô vi. Hữu hình chúng ta cũng sẽ biết hết, và vô vi chúng ta cũng vào. Mà bây giờ đến cái chỗ là bỏ hữu hình, bỏ vô vi, là bước lên một nấc thang coi như vô cùng tận, nghĩa là gọi là nhị pháp môn, bất môn không hai, nghĩa là tu tới cái chỗ coi như là bỏ nhị thừa để lên đại thừa, nghĩa là bỏ nhị nguyên đi vào nhất nguyên. Nói nhất nói nhị thì ý nói bỏ những hai cái pháp phương tiện đối chiếu, để rồi lên cái pháp môn thượng đẳng là một, là nhất thừa bình đẳng. Nhưng mà nhất thừa bình đẳng cái đó cũng tạm nói,
Tạm nói là nhất thừa là một, chứ sự thật là cũng không có nói nữa mới được. Bởi vì nó một, nó còn đối với hai, thấp còn đối với cao, có còn đối với không, tà còn đối với chánh, Phật còn đối với ma. Tất cả đều nó dính mắc trong quan tự, không thể nào nói được đại thừa. Thì đại thừa có người lên đây, khi mà hỏi tới chỗ đó, ngài Di Ma Cật đó là hình như là làm thinh, không có nói. Bởi vì nếu mà không nói á thì mình không có hiển bài được, mà nói vào dính cái chỗ hữu duy và dính vào cái chỗ vô duy, dính vào cái chỗ một đối với hai, có với không, tà đối với chánh, Phật đối với ma, thì nó hoàn toàn là còn tương đối cả. Thì đi tới cái chỗ không rồi là tuyệt đối không có dính mắc một vật gì. Thì bây giờ nói qua ông Kim là ông đã, ông Hòa Thượng Đại Thừa nãy đó, thì ông đập một cái chén ngọc của ông rồi, trên thế gian ông không còn lưu luyến một cái gì hết, nghĩa là buông hết tất cả, ý nói nghĩa là một cách tuyệt vời. Thì xin thưa với tất cả bà con, mình nói cái pháp môn này nó quá cao, nhưng mà nó cũng phải đạt tới vị trí đó là mình mới tự do giải thoát được. Thì xin thưa với bà con, nghĩa là cái vụ việc này mình cũng có thể nói được qua một cái bài kệ của ông Lục Tổ Huệ Năng với Thần Tú. Thần Tú ra một cái bài kệ mà còn dính mắc hết, nhưng mà cũng có chỗ tu tập giải thoát. Ông Thần Tú ra một cái bài kệ là như thế này: trước khi đó ngài Ngũ Tổ đã ban cho tất cả đệ tử học, ai làm được một bài kệ mà thấy tánh thì sẽ được giao cái pháp đó là và y bát cho để gìn giữ cái ngôi tổ kế tiếp. Thì ông Thần Tú ông mới làm một bài kệ dưới nhà bếp. Ông nói: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đại, thời thời cần phất phất thứ phất thức, vật thử nhá trần ai. Nghĩa là thân như cây bồ đề, tâm như đài nguyệt kiến, ngày ngày thường lau dọn, đừng để nó dính bụi trần. Thì Ngũ Tổ khi ra thì Ngũ Tổ mới nói là chưa đạt được, thành thử ra đến nói nhanh lên. Lúc mà Lục Tổ ra thấy cái bài kệ rồi là ngài biết liền, ngài mượn ông biện ông gì quan bị giá vậy đó, làm cho ông một bài kệ. Thì quan bị giá cũng có nói: khi ông là đắc được, ông là độ cho tôi trước, thì ông mới nói lên để cho ngài biện giá lập đầy một cái bài kệ đó. Nghĩa là bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà thử nhá trần ai. Nghĩa là không có thân bồ đề, không có đài nguyệt cảnh, không có hết tất cả thì lấy gì mà lao chùi, nó không có hết. Nghĩa là cái bài kệ của ông Lục Tổ là phá tướng hết tất cả, còn ông là Thần Tú thì còn dính tướng. Nên chi khi Ngũ Tổ ra thấy được cái bài kệ của ông Ngũ Tổ rồi mới bôi cứu tất cả đệ tử bôi, để sợ có người thấy biết được mà hại ông. Đó là Lục Tổ thì mới là làm cái cách nào mà gõ trên cái ấy ba lần gì biểu ông tối vô để ngài truyền cái pháp cho, để mà dẫn tiếp cái ngôi tổ thứ sáu đó. Thì Lục Tổ Huệ Năng mới như ý của Ngũ Tổ, để rồi được là Ngũ Tổ truyền cái y bát cho, được truyền pháp cho để qua phương Nam mà hành đạo. Thì xin thưa với tất cả bà con, mình nhắc đây một vài cái ý trong Thượng Thừa Phật Pháp. Nhưng người nào có đọc qua kinh là Lục Tổ Huệ Năng, kinh Pháp Bảo Đần Kinh, thì chúng ta sẽ hiểu được một cái cách đạo là cao siêu tuyệt diệu của Đức Phật đã ưng bài. Thôi, Đức Thầy có nói: miễn tâm được hư vô tồn tại, đến khi mà bỏ hết tất cả, tu từ tiểu rồi trung rồi thượng, rồi bây giờ lên tới thượng rồi bỏ hết tất cả, mới đi vào cái tánh không của các pháp, mới được tự do tự tại đắc đạo. Xin thưa với bà con, hôm nay thì mình cũng nhắc lại một vài cái pháp tu ở trên cái giáo lý Đại Thừa của Phật Pháp. Thôi, thời gian cũng không còn dài lắm. Thôi, để khi khác để mình tiếp tục, và cái đề tài tu tập cũng hoàn chỉnh hơn, để mình muốn trao đổi với bà con, để mình cùng tất cả đông đảo được
là thấm nhuần để rồi tu tiến cho nó kịp cái thời buổi hậu hơn. Thôi đến đây cũng xin là dứt lời trước khi rời khỏi diễn đàn, cũng không quên cầu nguyện ơn trên quay linh của thầy tổ gia hộ cho tất cả thế giới sớm được hòa bình, vạn dân an lạc và tất cả đồng đạo và bà con mình được thân tâm thường an lạc, đạo quả chống duyên thành và tinh tấn tu hành cho kịp đến thời kỳ hậu nguyên mật pháp, đến đức thầy về, đến Phật Di Lặc ra đời dự hội Long Hoa để cùng nhau tay duyên nhìn với. Thôi đến đây xin dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin hết.